Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi làm cái cây dối ở vườn chú Tuấn. Thì trước hết tôi giới thiệu qua cái dàn cây cảnh của chú Tuấn. Ở trong này có rất nhiều những cây già cổ. Đây là một cây long lùn được xé bông. Thân bệ rất đẹp. Kia là cây trực lão cũng rất già nhá. Là xanh năm điền cả. Còn cây ba vai này là một cái cây phải nói là già chun, da vàng óng. Tay đòn được giật nhiều lần. Cốt đòn to nhá. Đây là một trong những cây quý già cổ. Có thể gọi là những cây cổ. Vừa rồi đại hội đảng chú cắt bông để mang đi cây đặt ở trên huyện. Dịp này nó mưa nó đang bung ra. Đây là một cây cốt cách bề thế trông oai phong vững chắc. Phong cách. Còn cây xanh này tôi cũng lên hình một số lần rồi. Một cây xanh dáng trực. Cây xanh trực để mà có cái bệ này thì rất khó. Đây là một cây cổ. Không những già mà còn méo. Khi mà cây đã già méo rồi thì tuổi thọ chúng ta không thể đoán được. Bộ đế dễ méo. Vâng, tôi quay lướt qua giới thiệu cho anh em cùng xem thôi. Đây là cây xanh quê nhá. Xanh lá móng. Xanh lá móng là một trong dòng xanh rất quý. Đây là cây xanh Nam Điền. Có tên Lưỡng Long Tọa Sơn. Như hai con rồng ngồi trên đá. Còn cây to đằng sau là cây lão. Cũng là xanh Nam Điền. Dáng rất bồng bềnh, uyển chuyển. Vâng, tôi sẽ chuyển hướng sang cây dối. Cái đợt xuân ấy, thì tôi có ép dăm một lần, đó là lần làm đầu tiên. Còn hôm nay tôi sẽ làm lần thứ hai. Sau mấy tháng thì cái cây này nó đã tốt. Chi dăm mọc ra rất nhiều. Bởi vì do cái tay cành nó còn khá nhỏ so với thân cây. Uốn vào nhưng không tuốt lá. Định hình lại tay bông để thành bài mái. Chỉ những dăm lỗi thì tôi lọc đi. Tôi sẽ cho anh em xem tổng quan từ trên xuống một chút. Vâng, sau khi làm bông xong thì chúng tôi sẽ sau khi làm bông xong thì tôi sẽ đánh lũa một số chỗ những vết sẹo, gọi là đánh sẹo. Bởi vì cái này chưa được làm sửa sang cái sẹo. Đây là cái bông dăm lần trước. Bây giờ đã tốt. Chúng ta xem tổng quan từ trên cao nhé. Cây rất khủng. Tôi đứng lên miệng bẻ, thấy cao ngất ngưởng. Dầm rất dày nha. Vâng, bây giờ chúng ta cùng theo dõi tôi làm. Vâng, bây giờ nếu mà để cho bông nó đẹp thì ta sẽ chỉnh lại dầm. Cái nào lỗi mọc sai vị trí thì chúng ta có thể bỏ đi. Ví dụ như cái dầm này mặc dù rất đẹp nhưng mà nó lại mọc ở đúng ngã này ngách này. Đây chỗ này
rất xấu, cho nên ta phải bỏ đi để chờ những cái mầm chính xác của nó thì ta làm. Và những dăm dương cao này chúng ta cũng cắt đi, cắt ngắn đi, để vài mắt để cho nó lên dăm. Cái này trước cắt đi là hơi sai lầm đấy. Xem cái nào dẻo ra được làm ấy thì để. Giờ nó gọn gọn rồi thì mình làm nó cần thiết thôi. Không, sau này cây nó phải chuẩn, bông dăm nó phải chuẩn. Thank you.
cây dối đã lọc những cái dăm dương và dăm âm để mầm ngang rồi, để nuôi phóng ra sau này làm bông to. Và những cái sẹo đã được lau lại. Sau này tất cả những cái bông ra sau kia sẽ làm to, to hơn bông này và bông kia. Những cái bông phải làm to ra thì nó mới đẹp. Vâng, cây đang làm nhá. Cây này hẹn vài năm nữa thì bộ bông mới ổn định. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.